Xin chào quý vị nha. Bữa nay mình nói rõ quý vị tại sao này bên dưới cái chuồng á mình phải xây một đường một hàng gạch cỡ khoảng 4 5 viên gạch lên khoảng cỡ 40 50 phân á. Để làm sao quý vị biết không? Là thế này này. Chẳng hạn như con nhím này nó đẻ con nhỏ đó, một con đó. Nếu nó đẻ ra mà cái song sắt này mình làm sát cái mặt nền này á thì con nhím này nó sẽ đi qua đây thì mấy con này nó sẽ cắn chết ngay. Tại vì tập tính của con nhím á là nó sẽ cắn con của nó, nếu mà không phải con của nó sẽ cắn chết ngay từ lúc ngay ngay khi nó mới sinh ra quý vị nhá. Con này thì mới sinh được mấy ngày này. Nhưng mà trường hợp mà cái song sắt của mình đây mình kéo xuống sát trên này mà không xây cái bờ gạch cái khoảng 50 phân này ấy. Đấy quý vị thấy không? Không xây cái bờ gạch này á thì con diêm này sẽ chỉ qua ngay đây sẽ con mấy con này sẽ cắn chết ngay. Mấy con này không phải con của nó sẽ cắn chết ngay quý vị nhá. Tập tính của con diêm là như vậy. Đó, mình chia sẻ quý vị những người chưa 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 nuôi bao giờ mình chia sẻ như vậy cho quý vị biết. Đó quý vị nhá. Xin cảm ơn nha quý vị nhá. Có gì gặp lại các cái video lần sau. Xin cảm ơn.